Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Thì tiếp theo cái series mà nuôi cá guppy mùa mưa thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề là trong mùa mưa thì những cái loại thức ăn nào của mình đang có ở tại trại của mình ha. Và cái thức ăn nào là tốt nhất cho con cá bảy màu, cá guppy ha các bạn. Và cách mình phòng bệnh cho cá vào mùa mưa. Ok, không dài dòng nữa thì mình sẽ nói luôn. Thì ở đây mình sẽ có những cái loại là thức ăn các bạn ha. Thứ nhất là các bạn thấy hũ này không? Là cám thái nha các bạn. Cám thái 3/5. Cái hũ này là bo bo đông lạnh. Cái này là trùng huyết đông lạnh ha. Cái này là atomia sinh khối nha các bạn. Cái này là atomia ấp nở. Atomia ấp nở ha, ấu trùng á. Cái này là Super One dưỡng cá ha. Cái này là muối hột ha các bạn. Đó. Và xin lỗi quên còn cái này nữa. Cái này là men vi sinh. Cũng hay còn gọi là nó có luôn cái là men tiêu hóa ha các bạn ha. Đó là những cái thức ăn và những cái dụng cụ cũng như là những cái phụ kiện mình nuôi cá trong cái mùa mưa này nè các bạn. Thì đầu tiên nói về cái loại thức ăn mà tốt nhất trong mình thấy trong mùa mưa các bạn, thì mình thấy ổn nhất, mình thấy ổn nhất là cái loại này nè các bạn, atomy sinh khối. Mình cho nó ăn một ít thôi, tại vì cái này là nó sống trong cái môi trường nước muối các bạn, thì cái khả năng mà nó hư mà nó làm dơ nước cũng ít hơn những cái loại thức ăn khác các bạn ha. Và con cá nó cũng dễ ăn, dễ tiêu hóa nữa. Cái hộp á, cái con atomy nó nhỏ đó, nó cũng dễ tiêu hóa. Rồi cái thứ hai là cám ha các bạn. Cám mình cho ăn thì mình bóp nhuyễn ra cho nó cá nó ăn. Cái thứ ba là bo bo trùng huyết và atomy sinh khối thì mình ít cho lắm các bạn. Thì thường mình sẽ cho nó ăn atomy sinh khối đối với những con cá lớn thôi, còn cá nhỏ mình sẽ cho ăn cái này và cái này, cám thái và atomy ấp nở thôi. Còn bo bo và trùng huyết á, hai cái loại này mình cảm nhận đó các bạn, nó làm dơ nước rất là nhanh. Con cá nó ăn không có hết đó các bạn, nó làm dơ nước rất là nhanh, đặc biệt là có con trùng huyết này nè. Thì hiện tại chắc mình sẽ bỏ cái loại thức ăn trùng huyết luôn, mình sẽ không cho ăn trùng huyết nữa. Nếu có trùng huyết tươi thì tốt, còn nếu không mình sẽ không cho ăn nữa, mình sẽ chuyển sang cái atomy sinh khối nước mặn này thấy các bạn ha. Rồi bo bo này thì mình cũng sẽ không cho ăn luôn, nó dễ, rất là dễ hư nước ha các bạn. Rồi tiếp theo về Super One thì khi nào mình thấy trời mưa này nó khá yếu, cá yếu thì mình nhỏ vài giọt vô để cho anh dưỡng cá thôi. Cái này cũng không quan trọng lắm, cái này là men tiêu hóa đó các bạn. Thì định kỳ cho một tuần mình sử dụng 2 lần, mình tạt thôi, mình pha loãng, mình tạt vô nước thôi. Thì khi các bạn pha tạt vào nước thì nó sẽ cái màu đục đục chút xíu nha, nhưng mà các bạn sủi oxy tầm khoảng 24 đến 48 tiếng thì cái nước nó sẽ trong lại các bạn, và những cái cặn đá nó sẽ kết tủa, vi sinh ổn định sẽ được kết tủa dưới hồ, các bạn đừng lo. Rồi cái này là muối, sản phẩm này không thể thiếu được trong cái mùa mưa. Thì cái tác dụng của muối thì các bạn biết rồi ha, nó có tác dụng là sát khuẩn nhẹ ở cái bề mặt da con cá, thì nó sẽ hạn chế được cái mầm bệnh trong cái hồ xâm nhập vào cơ thể con cá gây túm lắc hoặc là thối thân gì đó, thì cái muối là cái phòng ngừa thôi nha các bạn đó. Rồi nói chung tóm lại là thức ăn mà mình cảm thấy ok nhất trong cái mùa mưa này, ẩm ướt này đó các bạn, là mình thấy cái con atomy. Nếu các bạn được ấp nở mà lúc nó mới nở còn tươi sống á thì ok ha, còn không thì xài loại đông lạnh giống mình. Còn nếu các bạn không có thời gian, không có chỗ mua thì các bạn sử dụng cám 2/3 là ok nhất. Ở đây mình xài 3/5, mình phải bóp nhuyễn ra nha các bạn, cho nó nhỏ, con cá nó dễ di chuyển và nó dễ tiêu hóa, dễ ăn chứ xin lỗi, dễ ăn và dễ tiêu hóa. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho cá ăn cái loại này hết các bạn, cho cá ăn atomy và mình sẽ quay lại cho các bạn xem ha. Đây là cái atomy khi mình để nước vào ha các bạn. Mình để nước vào cái ống này, mình pha cho nó tan ra rồi mình hút lên ha. Rồi khi các bạn cho cá ăn atomy á hoặc là bo bo á, các bạn lưu ý mình nhỏ một vài giọt cho con cá đánh hơi nó lại nó ăn ha các bạn ha. Cho con cá đánh hơi lại nó ăn và các bạn nhỏ từ từ thôi nha các bạn,
nè. Các bạn nhỏ từ từ thôi, con cá nó ăn đến đâu thì các bạn nhỏ đến đó, để tránh cái tình trạng mà các bạn nhỏ nhiều quá đó các bạn, thì con cá nó ăn không hết. Tại số lượng cái con này nó nhiều lắm, một giọt là rất là nhiều. Con cá nó ăn không hết thì nó sẽ còn dư đó, còn dư thì nó sẽ bị phân hủy, nó sẽ làm cho cái hồ mình nó sẽ phát sinh vi khuẩn này nọ, nó gây bệnh cho con cá nha các bạn ha. Đó, các bạn cho ăn thì nhỏ từng giọt vậy thôi. Canh khi nào mà thấy nó ăn hết thì cái hãy nhỏ thêm. Thì trong cái mùa mưa này các bạn cũng nên cho ăn ít thôi. Mình cho nó ăn kiểu như mình chán bao tử nó, đừng cho nó đói quá, đừng có cho nó chết thôi các bạn. Chứ cho ăn nhiều quá thì cũng không tốt đâu. Nhiều khi mình thấy con cá mình mập mạp như thế này nè, nếu mình thương mình cho nó ăn nhiều quá thì thành ra mình hại nó đó các bạn nha. Cho ăn ít thôi nha. Đó, mấy con này thì ăn rất là nhanh rồi, mình không có sợ nó ăn dư đâu các bạn, nó ăn nhiều lắm. Đó ha, nhìn các bạn nhìn thấy nó ăn không? Khi mà các bạn cho nó ăn cám hay là ăn trùng gì đó, nó ăn một cục một lỡ no rồi, nó không có vận động, nó ăn xong nó nằm nó núp một chỗ mà. Còn khi mà các bạn cho nó ăn atomy này nè, đó thì tụi nó một hộp nó nhỏ xíu mà nó ăn đâu no đâu, nó chạy vòng vòng nó ăn, thì thành ra giống như nó tập thể dục vậy đó các bạn. Đó, nó giống như tập thể dục vậy đó thì nó sẽ khỏe ha. Kiểu như con người mình có thể dục thể thao thì lúc nào cũng khỏe hơn nha các bạn ha. Ăn rồi đi nằm ngủ thì bị đau bụng liền, bị sình bụng liền. Đó, con cá nó cũng vậy thôi. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho cái hồ cá con ăn ha các bạn ha. Mấy con cá con này nó cũng sức đề kháng nó cũng khá là thấp đó các bạn ha. Để mình lấy nét lại cho các bạn xem. Sức đề kháng của tụi này nó cũng khá là thấp. Trong cái mùa mưa này nó cũng dễ đi lắm nha các bạn ha. Đó, để các bạn cho ăn ít thôi. Cầm chừng ít ít như thế này thôi là ok rồi. Mình tăng sáng lên cho các bạn dễ nhìn ha. Hơi tối. Này là bầy con của con coi đen sọt trước bông đó các bạn. Mỗi lần mình nhỏ một giọt xuống gì thôi cho nó ăn. Mấy con này thì một vài giọt vậy là tụi nó ăn no rồi hết các bạn ha. Không có cần phải cho ăn nhiều lắm đâu. Thế là ok rồi. Rồi, tiếp theo mình sẽ tới cái bầy này. Đây là cái bầy rồng đỏ của mình nha các bạn. Rồng đỏ đi bông nhưng mà mình thấy đó, ren nó hơi xấu quá. Cái ren của nó bị gãy lưng. Cái bông này cũng ra dài lắm. Nhưng mình thấy cái ren không đẹp lắm các bạn ơi. Thì cái này mình nuôi chắc mình cho nó lớn rồi mình thả qua cái hồ thủy sinh luôn. Hoặc là mình chia sẻ cho lại các anh em ha. Anh em nào gần mình tặng luôn chứ mình không có làm giống nha các bạn. Mình sẽ đi chia sẻ cái bộ rồng nào khác đẹp hơn để làm giống. Rồi, tiếp theo là mấy con heo này. Mấy con này là ba mẹ của tụi coi nhỏ trên đó các bạn. Thì tụi này mình cũng cho ăn nhỏ ít ít luôn ha. Tụi này thì nó mập phải nói rồi, nó bự lắm đó các bạn ơi. Mình mới mua cái hồ xô kìa, để khi nào mà trời nắng lên xíu mình xô ha. Mình cũng ngại bắt mấy con cá lên lắm các bạn. Bắt lên nhiều khi nó bị chết, nó buồn, nó giận, nó bệnh, tội nghiệp nó. Kệ đi cho nó ở dưới đi, nhắm trên dưới xuống dưới thì được các bạn ha. Đó, đó là cái cách mình cho tụi này ăn vào mùa mưa các bạn ơi. Mình sợ lắm, mình mới nuôi giúp bi mà mình sợ lắm, mình chăm cho nó kỹ lắm. Mặc dù mình đi làm suốt ngày nhưng mình cũng cố gắng chăm sóc tụi nó. Đó, các bạn có nghe mà nó hơi ồn xíu cũng thông cảm cho mình ha. Kế bên họ cất nhà các bạn ơi, mình chăm nước cho thêm nè. Kế bên họ cất nhà nên nhiều khi cũng hơi ồn. Sắp tới mình sẽ chuyển qua cái khu phía sau, mình nghĩ sẽ ok hơn. Phun gòn này cho bò lắm các bạn ơi. Mình thấy nuôi con này nó nhẹ nhất luôn. Cỡ nào cỡ. Không gì chứ.
tụi này nó kiểu như giống mấy anh da đen vậy các bạn, thì nó mạnh khỏe lắm, mình nuôi rất là khỏe. Bởi vậy nhiều khi một số anh em nói cá phun gòn sao rớt giá là do nuôi hoài nó không chết, nó cứ đẻ nuôi đẻ không bệnh hoạn chứ. Bởi vậy nó giá nó ngày càng một đẻ là như thế. Phun gòn này lúc trước em đặt cho mình về nuôi thủy sinh đồ chơi thôi, nhưng mà anh em mình thấy cá nó cũng rất là xịn đấy các bạn, thì cá nào mình cũng thương hết, về nhà mình là cá nào mình cũng thương hết, cá dởm, cá xịn hay cá gì, bất cứ cá gì mình cũng thương hết các bạn, trừ khi nó chết thôi, chết thì mình bỏ thôi, chứ còn sống thì mình đều cho chăm chút hết ha. Cá xịn cá dởm gì cũng cho ăn với nhau hết, bữa nào trùng chỉ thì ăn trùng chỉ hết, ăn cám là ăn cám hết, chứ không có chuyện cho con này ăn cám mà con kia ăn trùng hay là ăn ạt các bạn ha. Mình thương đồng đều lắm nha. Rồi tiếp tục mình sẽ cho mấy con mình cho mấy cái con trong đây ăn ha. Cá thủy sinh cũng ăn ạt luôn nha các bạn nha. Cá của mình vậy đó, thủy sinh thủy bọng gì đều ăn ạt tôm y hết, sướng không? Thủy sinh cũng cho ăn ạt của mày đây, thủy sinh thủy gì cũng ăn ạt hết. Giờ mình sẽ cho nó ăn ít thôi các bạn, ăn kiểu như cho tụi nó đỡ đói thôi, chứ không có cho ăn thúc ăn bủng mỉm như trước nữa các bạn ha. Em lấy cái ống ạt này đem ra bên kia luôn, đi tới đi luôn, chỗ này nó ngập nước rồi. Tiếp tục cho đàn em thân yêu ăn, mình có một tay rồi, khó quay quá. Đây mình vô ống đầy nè, cho tụi nó ăn. Không ăn sung luôn, mình bỏ đói nó 2 ngày rồi đó các bạn nha, mình cho tụi nó nhịn đói 2 ngày rồi đó. Quá trời ồn các bạn ơi, để mình cho nó ăn xong mình sẽ kết thúc cái clip ha các bạn. Thì cũng cảm ơn các bạn đã xem video clip đến thời gian đến cuối video clip này. Đó là những cái kinh nghiệm của mình thôi, mình đúc kết mình chia sẻ là những anh em nào mới biết chơi thôi, còn những anh em nào biết chơi gành á thì coi xem cho vui thôi nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo ha. Xin chào và hẹn gặp lại.